Kinh Tuấn Kiệt nhìn Buka đắm đuối, fan xôn xao, si mê thế này có phải tình đồng nghiệp hay không? Buka và Kinh Tuấn Kiệt là cặp đôi nghệ sĩ thường xuyên dính nghi vấn hẹn hò. Cả hai liên tục xuất hiện chung trong một khung hình và có nhiều sự trùng hợp từ sở thích, trang phục, tính cách khiến nhiều người nghi ngờ hai nghệ sĩ này đang hẹn hò. Tuy nhiên, giữa lúc được đẩy thuyền, cả hai rất hạn chế nhắc về đối phương. Thậm chí, cả hai còn thường né tránh nhau khi xuất hiện cùng một sự kiện. Mới đây nhất, vào hôm khai trương nhà hàng của Trường Giang, Buka và Kinh Tuấn Kiệt đều đến dự, nhưng cả hai tỏ ra khá lạnh nhạt, không ngồi cạnh nhau khi ăn uống và chụp ảnh. Thế nhưng, trong clip được tìm qua đường ghi lại, Kinh Tuấn Kiệt và Buka lại có hành động đặc biệt với đối phương. Trong khi Buka đang ca hát với mọi người, Kinh Tuấn Kiệt lia lịa chụp ảnh và quay lại những khoảnh khắc Buka quẩy. Anh vừa nhìn cô, vừa nở nụ cười cực hạnh phúc. Đáng nói nhất, Kinh Tuấn Kiệt còn quay clip lại, khuôn mặt thể hiện sự hào hứng và vui vẻ vô cùng. Không chỉ thế, khi thấy đôi trẻ không ngồi cạnh nhau vì có Lê Dương Bảo Lâm ở giữa, Trường Giang nói, Buka tới rồi nhưng đang bị Lê Dương Bảo Lâm ngăn sông. Câu nói của Trường Giang khiến cặp đôi ngại ngùng thấy rõ. Trước đó, Trường Giang cũng từng khiến dân tình hào hứng khi phát hiện màn hình điện thoại của Buka là hình ai kia quen quen. Bằng chứng rành rành thế này lại còn được hội chị em nghệ sĩ tích cực đẩy thuyền, khán giả thì hết lòng ủng hộ. Buka và Kinh Tuấn Kiệt nên mau mau công khai hẹn hò đi thôi.